Con này là con săn lá sưa của Mỹ nha mình. Săn lá sưa của Mỹ, nhum khối. Nhum khối ha, nó còn nguyên cái cọng bắp bột của nó hồi xưa nè, đó. Còn có bộ sữa luôn, em rút ruột cho mấy anh coi. Trong ruột nó có mọc luôn ha. Đó, của Mỹ nha mấy anh. Con này của Mỹ nha. Nhum khối xưa của Mỹ ha. Tiền USA mạ vàng. Đó. Anh nào mà muốn lấy cái miếng, thấy cái miếng trắng bông của nó không? Thấy khiếp nè. Cọng bắt xưa của nó nè. Nó cọng bắt buộc xưa của nó. Còn nguyên cọng bắt buộc xưa của nó luôn nè, thấy không? Đó. Thấy cái miếng trắng bông của nó không? Đã không? Miếng trắng bông dài cui. À, 900 hồi đó. Hơi cũ nha anh. Xưa rồi nó hơi cũ. Nó không có cấn móp gì hết nhưng mà nó hơi cũ thôi. Đó.